Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để mà lên video cũng như sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay em đưa lên kênh một chiếc đài Sanio. Thương hiệu Sanio thì là rất là nổi tiếng và đã từng làm mưa làm gió ở trong thị trường Việt Nam cũng như thế giới trong những năm khoảng tầm 60-70. Nhưng đến những năm 80 hoặc 90 của thế kỷ trước thì sản phẩm Sanio gần như rất ít xuất hiện trên thị trường, mà chỉ xuất hiện những cái modem cực gấu. Lý do là Sanio sẽ tập trung vào sản xuất những cái mã sản phẩm mà mang tính chất thương hiệu, và sau đó thì có chuyển nhượng lại cho một hãng nữa là hãng Victor. Thế thì Sanio, nói về Sanio thì là một dòng cao cấp và thường được xuất sang thị trường châu Âu. Thế thì chiếc Sanio này có mã là Sanio M-X650K, sở hữu một cửa băng, hai loa bass kích thước là 18.5 cm, và ngoài ra thì có thêm hai loa check. Đấy, nghĩa là sản phẩm này nó ra đời để cạnh tranh với ba Sub 3 số 7. Bởi vì con này được ra đời vào năm 1982, con Sub 3 số 7 thì ra đời vào năm 1981. Đấy, em đang mở cho các bác nghe nhạc chờ guitar từ trên chính chiếc đàn này luôn, để các bác vừa nghe vừa thẩm âm. Về con đàn này thì về hình thức thì theo em đánh giá nó còn khoảng tầm trên 80%, cũng đã có những cái vết xuống màu theo thời gian. Thế còn lại là hoạt động thì hoàn hảo. Hình thức theo em đánh giá thì còn tầm 80 hoặc hơn 80%. Nói về Sanio M56 650K này thì các bác tìm ở trên YouTube, có thể nói rằng là rất ít người bán. Bởi vì sản phẩm này thì mua được ấy, thì chỉ có mua ở thị trường châu Âu mới có hàng. Nghĩa là các bác có thể mua ở Đức, ở Pháp, ở Nga, các nước đấy mới có hàng. Thế còn lại ở Nhật thì hoàn toàn không có. Con này sở hữu thì đa cầu điện, các bác có thể cắm điện 110V, 120V, 220V và 240V. Ngoài ra thì có cả cắm adapter trực tiếp là 13,5V. Em xin đo kích thước của chiếc đài này, để cho bác nào có nhu cầu thì hãy căn cứ vào kích thước của chiếc đài, để mà chiếc đài này có kích thước chiều ngang là 57 cm, chiều cao của chiếc đài này có kích thước là 32,5 cm, nếu chiều cao cả quai là 42 cm. Nói về phần tinh chỉnh của chiếc đài này thì bố trí rất là nhìn rất là hầm hố, nó có nhiều cái nó tương đồng với con điều chỉnh của con 3 số 7, nhưng con 3 số 7 thì ít hơn, nhiều hơn. Em xin giới thiệu qua cái núm tu linh này là nút để dò sóng đài. Radio thì sở hữu 4 giải tần số, FM thì trên cùng, SW1, SW2 và ở dưới này là AM. Thì cái phần tinh chỉnh này thì nó nằm ở bên phía tay phải và núm thì rất to. Ngoài ra thì cái núm chỉnh này này, các bạn có thể xoay vòng ở bên ngoài, bên trong. Đấy, để chỉnh cái chổi than ở trong này cho nó vuông góc với đài phát. Nút kế tiếp đây ấy, là nút volume. Nút volume tinh chỉnh này thì còn kiêm cả lau lốp. Đấy, và nút kế tiếp đây là nút ba lăng. Nút này là để chỉnh cân bằng loa, trái loa phải, dụ như sang trái, nghe phải. Con này có cả nút chỉnh, nút check và bát hoàn toàn riêng biệt. Còn về chế độ chơi âm thanh thì nó có chơi ở mono, chơi ở stereo, chơi ở expander, nghĩa là âm thanh vòm trầm bổng cao. Con này về nút function này thì các bác có thể chơi ở băng, chơi radio, chơi line in, và con này có cả tính năng chơi đĩa than. Các bác cứ để ý những cái đài mà có chữ Bory RNR này thì em nói thật với các bác là nó cho ra chất âm cực mạnh. Đấy, con này thiên về giải âm mạnh. Đấy, còn nút kế tiếp đây thì nó cho các bác chơi ở đầu từ metan,
đầu từ normal băng metal và băng normal băng chrome 2. Nghĩa là nó chọn có 3 chế độ chơi băng, là chơi cuốn băng của các bác ấy. Đấy. Và con này thì cơ hoàn toàn chỉnh bằng điện hết. Đấy. Em xin tiến camera lại quay hình thức chiếc đài thật rõ nét và thật từ từ để các bác nào quan tâm thì hãy xem video này để mà căn cứ vào hình thức chiếc đài để có thể ủng hộ bên em. Và bên em thì bán hàng thì bên em ship COD toàn quốc. Và sản phẩm này cũng phải chia sẻ với bác là sản phẩm này không phải là sản phẩm rẻ tiền. Vì thế nên là em cũng phải chia sẻ với các bác để bác nào có thực sự quan tâm, yêu những sản phẩm mà nghe hay và bài đẹp, hầm hố thì đây là một trong những sản phẩm nên mua. Em đố các bác tìm ở trên YouTube mà có nhiều người bán sản phẩm này. Các bác đang xem video của em thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video em đăng tải. Nút đăng ký kênh nằm ở phía bên phải, phía dưới có chữ đăng ký. Đấy. Con này thì loa thì 4 loa tròn còn 1 loa vuông vuông. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang test tính năng radio của chiếc đài này cho các bác nghe chất âm của nó nhé. Con này thì bắt được rất nhiều đài. Radio thì các bác về nút function và chuyển về nút radio bởi vì em đang để đường line in. Đấy, thì móng cái, khu đô thị kinh doanh giải trí hiện đại, tâm điểm giao thương, bứt phá vươn dậy, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đủ đầy, nhân cận thị như ngân giang tam cận lộ, bị cao sinh lời biểu tượng của thành phố, sản phẩm đa dạng, vô địch pháp lý, lợi nhuận bền vững là HP Naya City. Dự án nằm ở tâm điểm thành phố Móng Cái, đón sóng đầu tư khi cao tốc Vân Đồn Móng Cái hoàn thành đưa vào khai thác và mở lại cửa khẩu quốc tế. Chỉ cần đầu tư là mình cũng có kim cương chứ chẳng đùa. Đúng. HP Naya City Móng Cái, xúc cảm giao hòa, bắt chọn phồn hoa. Đơn vị phân phối chính thức HP Real, SGO miền Bắc, SGO Lotus, Legend Land. Quý vị thính giả thân mến, vậy là 60 phút của chương trình Tình yêu Hà Nội cũng đã trôi qua. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện. Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi về chương trình xin gửi về hòm thư Tình yêu Hà Nội FM90MHz@gmail.com hoặc thư tay gửi về địa chỉ 30 tập chương trình phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 3 số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa. Thân ái chào tạm biệt. Đặc thù chủ nhà để vượt lên các đối thủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng là chúng ta khẳng định từ đầu kỳ SEA Games này. Bản tin thật và giả. 11:35 kết nối 54. Em Lương Văn Hảo ở phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của mọi người. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc. 6:30 sống chung với biến đổi khí hậu. Em chuyển về chế độ A em xem là tính thế nào. Đấy, đây em nhé. Thông tin quảng cáo.
hai em là sóng ngắn nên nó sẽ hạn chế hơn. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang tính năng test cassette để cho các bác cùng nghe thưởng thức chất âm của nó bằng đây. Và em sẽ test cuốn băng này, em được thu nhạc trước năm 1975 để các bác cùng nghe chất âm của nó nhé. Đèn led các bác gì ban ngày nó không rõ nhưng ban đêm nó rất là đẹp. Con này sở hữu đầu từ metal. Thưởng thức giọng hát Mạc Thủy, bài hát Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Đức Trinh. Và bây giờ em sẽ thử thêm một giai điệu nhạc mạnh nữa để các bác thẩm âm một chiếc đài này. Và trong khuôn khổ video giới hạn thì em xin test tính năng đến như vậy và xin tạm dừng phần test cũng như là giới thiệu sản phẩm tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video cũng như sản phẩm của ngày hôm nay. Bác nào mà chưa ấn đăng ký kênh hoặc là chưa like thì hãy ấn đăng ký like để tăng tương tác kênh của Thế Giới Đài. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn. Và em cũng báo giá chiếc này có giá là 7.500.000 đồng. Em bao ship toàn quốc, nghĩa là bao phí ship cho bác toàn quốc. Bên em thì ship hình thức COD nhưng sản phẩm này là trên 5 triệu. Bác nào mua thì bắt buộc phải cọc tiền. Các bác cọc cho em 500 ngàn. Và hàng gửi đến tận nơi, các bác kiểm tra đúng như video mô tả, thanh toán tiền. Còn nếu như hàng đến tận nơi mà không đúng như mô tả, bên em sẽ hoàn lại tiền cọc 100% và các bác không hề mất bất kỳ một chi phí gì. Vâng, xin cảm ơn các bác đã thường xuyên ghé kênh. Xin cảm ơn các bác.